Việt Trinh chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 51. Vừa qua, nữ diễn viên Việt Trinh gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh đeo nhẫn cưới ở ngón áp út cùng dòng trạng thái: "Qua Ấn Độ được cầu hôn bằng chiếc nhẫn cưới nhỏ xíu mà tình nghĩa thật sâu. Chúc mừng Trinh lần đầu đeo nhẫn cưới đi." Tuy nhiên, sau khi khán giả gửi lời chúc mừng thì Việt Trinh lại tiết lộ đây là món quà được tặng khi đi du lịch ở Ấn Độ. Lý do cô viết là nhận cưới vì nhiều người luôn xa so mói mỗi khi Việt Trinh đeo nhẫn nên cô nhận luôn cho họ vừa lòng. Được biết, nữ diễn viên mới có chuyến đi vài ngày đến Ấn Độ cùng con trai. Năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ để tập trung chăm sóc con trai. Sau khi rời khỏi làng giải trí, hiện tại cô đang có cuộc sống bình yên bên con trai gần đây việt trinh cũng bắt đầu chuyển sang kinh doanh bán mắt kính việt trinh cũng dành nhiều thời gian để đi du lịch trong và ngoài nước cũng như đi làm thiện nguyện